xếp lại vả ra bây giờ. Các bạn có muốn ăn thịt gà thái không? Còn trắng béo như nào? Một hai cái cục to to. Monica! Monica! Gì? Cái này ướp thế nào ơi? Mày thích ướp thế nào thì ướp? Nấu nào? Mày không biết nướng này, cho xả chứ cho nó vào, gia vị vào, xong rồi nướng. Làm cẩn thận, cho chết cỏ ấy. À thì em đi lấy cái tí găng tay đó. Tay em bẩn lắm. Căng 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 căng. Quay chưa? Quay xe lại à? Đúng rồi. Đúng rồi không? Và sau này chưa với mà đi lên xe. Nấu món gà siêu cay. Làm cực ngon luôn à. Đấy, mấy gà thì cho ai làm này. Rồi này nhét vào lỗ đít nó. Đấy, đít ra. Thế nào nhỉ? À. Đó, cái này vào. Đấy. Vắt chanh. Vắt chanh. Vắt chanh không nhỉ? Vắt chanh cho nó máu. Cái màu vui lắm. Màu chưa? Là ngon khéo, người ta gọi mình đi tìm siêu đầu bếp thật đấy. Mà người ta bảo là đi tìm siêu đầu bếp không? Là mình bảo là mình đi mà, mà người ta trả cho mình gì mà. Ôi, ăn phê, ngon. Siêu đầu bếp ngon đấy. Sót
Các bạn biết món này món gì không? Món cát nóng bỏng. Gà. Gà giúp cát nóng bỏng. Phủ vào đó. Có xi này. Là tí xi là nấu quê. Đấy. Chơi kiểu này nó bị chất này. Ăn là mình quê này. Kiểu kiểu này nhanh chín hơn đấy các bạn. Học leo. Ông sẽ hồ làm. Ok đấy. Trình độ đảo vữa của mình hơi bị lên thật đấy. Đùa. Cho cái này vào rồi muốn gia vị luôn. Cái này lúc nào đằng nào lúc nãy mình cũng cho ít nước mắm. Bây giờ mình cho vào thì xong rồi. Thế là nó cũng ngấm ở đây thơm lây. Thơm gấp. Nước mắm cao cấp đệ nhị. Như kiểu cá tép. Ây, không phải lời những tay rồi. Ui, mua xong cá tép, dím mắm đấy. Trục chệt quá. Không đủ. Cần có một nghệ thuật các bạn. Nhiều người không biết trộn vữa đâu. Mà kìa, xong mình ở một công ty dạy trộn vữa. Nên chắc nhiều người học lắm. Chế mắm tôm đây là trộn với xi măng với cả nước mắm là ra mắm tôm mùi mắm tôm luôn. Chúng ta cho mình ăn bẩn đấy nhỉ. Bọc ở bên ngoài để vị hương. Cắt cái này ra từng gọn đó. Đấm không chết. Come on.
mới đốt găng tay gì đấy. Găng tay gì vậy? Một cái đĩa tay, một cái đĩa bịch. Rồi, đây. Bật thôi. Đấy, đi được lắm, bọc xi măng luôn. Bật luôn. Ôi, không chốt nó đi thôi luôn. Không bao giờ chốt nó đi luôn. À, có mùi hương nước mắm ở ngoài, nó thơm lắm. Công nhận nó mùi nước mắm, chốt vào cái nơi mùi kinh thật. Đấy, nó tỏa và nhiệt nhiều, tỏa và mùi kinh. Hợp luôn. Đắp đất của mãi tài quá tầm thường so với sơ đồ bếp ma mị chế biến món gà đắp bê tông. Đó, gà hương mắm đắp bê tông à, bê tông hương mắm. Đây là đắp mộ cuộc tình con gà ở nơi đây, chính là vào mồm móc ra với màu bị rồi chết của gà đỗ đỗ cái con gà lại làm chết chết. Cần gì về đi nhắc củ không muốn đặt sẵn đắp luôn cái ơi xa xa hơi thông minh nữa không cũng được không xa thấy chưa. Phải cháy. Xa. Rồi mình lên xem mà lấy cả làm gì. Lấy xong. Phim. Ôi, anh ra đây mà xem. Phát minh mới nhất của Super Bird Mall đi đây nè. Đây làm món gì ạ? Cái gì đó? Sao lại gì? Gà. Phim cát đây đấy này. Gà trộn bê tông hương mắm. Gà nào? Hả? À, em đổ bê tông vào con gà ấy. Điên. Anh bị điên. Đây á? Ờ, cho nó mình anh chín. Ôi, sao nó sơn cát rồi. Hãy bỏ hết. Ôi, thôi, xong rồi, mày sẽ phá rồi. Phá đổ mày ấy. Ôi, lấy tao giết mà mày. Ha, em đảm bảo con gà này thơm luôn. Thơm, nó mà không ngon hả? Nó không chín nào? Em đổ ăn cả cái mắm mà không thơm. Mày chết mặn này, mày ướp thì chết mặn này. Đâu, lấy cái cây ra đây. Không, em ướp ở bên ngoài xi măng mà.
Tao có tên là xi măng hả? Đổ vào xi măng cực luôn á vừa. Mày bị sổ à? Lại làm mất tay bám tao? Thế đổ vào nó thơm rồi mày không bị mặn. Mày không thấy đầy nước à? Hả? Nước đầy vào giếng à? Lâu. Lâu lâu. Cái chí này em nấu lâu vậy. Mày cái gì để khuếu? Em nấu rồi anh tự đi mà khuếu. Ăn được tao bỏ, tao đập bỏ. Ăn được tao ta. Vâng ra. Anh lấy bằng. Anh dùng cái que đây thì được à? Cái này nè. Làm cái gì mà lại lại đi xe lên một tí. Anh xuống luôn, chịu. Anh chịu thẳng vào luôn. Con gà. Gà. Ui. Đi, đó lên đây, đó lên đây. Ừ, nó khổ. Ăn ăn. Đó đây. Ui nước. Ở trong bên trong vẫn còn xi măng khô. Ơi bây giờ nó khô nhá. Lúc này nó ướt mà. Em này đốt nóng thế này nó chả khô. Khô rồi này. Anh này chịu đỏ không? Anh ấy không sao đâu. Không phải hiểu nên nấu kiểu. Con lá chuối kìa. Ừ, thì tao ra xem có ăn được không mới đã. Tao đã ui dầu nước ui cẩn thận. Xi măng à. Sao tự nhiên đốt nó lại khô xi măng thế này nhỉ? Mày đốt nóng thế nó chả khô. Đùa. À được. Hơi bị thơm nhỉ. À, thơm phết đấy. Em chọc thử em chín không nhé. Anh à, được đấy, được đấy. Lấy cái mâm, lấy cái mâm đĩa ra đây. Chín, chín, chín. Chín, chín, đây. Cho vào đây, chén luôn, tại chỗ. Anh nhìn đẹp chưa? Ơi, nó không bị vào đâu. Không khô đấy mà nó không bị rơi vào. Đi, nó sạch sạch này. Đây. Cái đùi em công em đấy. Thấy ngon không? Tao biết được, tao đã thử xem không? Chín không đấy? Chín. Không phải suy nghĩ ai, luôn. Ai dạy mày cái này đấy? Ai dạy? Sẽ còn chọc cái đầu. Ai dạy? Ngứa đít. Tao tưởng mày lại phá rồi. Dạy anh, anh đừng ăn. Tao thử xem thế nào. Làm lười như hủi. Nằm ở trên. Tao lên tao làm. Nằm 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 nằm. Nằm cái gì mà nằm? Nằm trên cái ụ vỡ. Vỡ cái ẻ. Vỡ ở gối mà vỡ. Nhìn lên. Bạn đi hồng đấy. Mày nướng, tao nướng mà hỏi tao. Tao thử nhé. Mời các bạn nhé. Này. Tao một miếng nhá. Nào, đấy kéo ra. Không được. Không nhây à. Mời tất cả mọi người nhá. Mời tất cả mọi người nhá. Thích khét này. Ui mùi mì tông. Nhưng ta không sao đâu. Ngon, thịt nó vẫn ngon. Ui dưới thì sống chẳng. Sống, tất cả. Tao nghe mùi cái mùi gì khét khét ấy. Khắm khắm ấy. Ăn được rồi. Ngon này. Nói chung là mày. Thôi được. Cho mày 6 điểm. 6 điểm. Thí điểm ơi, khiêm tốn không lấy điểm 10. Lên lớp. Ướt vừa thế này nhỉ.